Nam diễn viên Thanh Sơn đã đăng tải bức hình chúc mừng sinh nhật tới Khả Ngân khiến người hâm mộ xôn xao. Anh nhắn nhủ sinh nhật vui vẻ nhé. Đăng ảnh giờ này cho hợp giờ trời Âu nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của ANT News. Các bạn thân mến, Thanh Sơn Khả Ngân từ phim 11 tháng 5 ngày cho đến phim Gia đình mình vui bất thình lình đã tạo được những phản ứng hóa học tuyệt vời. Và fan luôn mong rằng họ không chỉ yêu nhau ở trên phim ảnh mà họ còn trở thành một cặp đôi thực sự ngoài đời thực và mới đây khi thanh sơn đăng bài chúc mừng sinh nhật khả ngân thì khán giả đã phát hiện ra điều bất ngờ chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây khả ngân đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại áo Cặp đôi diện trang phục đơn giản, tuy nhiên có hành động tình cảm khi sát giả thân thiết bên cạnh nhau. Khán giả liên dân dần thích thú và không ngừng bình luận ủng hộ, tiếp tục ship thanh sơn với khả ngân. Hết phim công khai được không anh chị ơi, em chờ lâu lắm rồi, nhưng này là âm thầm công khai đúng không ạ? Công khai luôn rồi anh tôi ơi, đẹp đôi quá ạ. Thanh Sơn và Khả Ngân từng đóng cặp với nhau trong bộ phim 11 tháng 5 ngày và luôn bị khán giả nghi ngờ là phim giả tình thật vì những khoảnh khắc ngọt ngào. Đến bộ phim gia đình mình vui bất thình lình, cả hai tiếp tục vào vai vợ chồng và có nhiều tương tác tình Cảm. Trước đó, Khả Ngân và Thanh Sơn cũng nhiều lần bị netizen soi có nhiều cử chỉ thân mật, dùng đồ đôi hay là đi du lịch cùng nhau. Tuy người trong cuộc không lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng đông đảo khán giả vì hâm mộ nên vẫn hy vọng và không ngừng ủng hộ những tương tác đáng yêu của hai diễn viên. Dù trước đó, trong một bài phỏng vấn, Thanh Sơn cũng đã nói rõ về mối quan hệ giữa hai người. Cụ thể, Thanh Sơn chia sẻ sự thật là sơn và ngân vẫn là đồng nghiệp thân thiết ở hai đầu nam bắc sơn cũng chia sẻ ở nhiều bài phỏng vấn trước khi được hỏi về khả ngân rồi sơn đều có chung một nhận xét rằng khả ngân là cô gái dễ thương vô tư và quyết liệt với nghề còn để nói khả ngân có phải cô gái đáng mơ ước của bất cứ chàng trai nào không thì sơn không biết vì mỗi người có một gu nhất định mà dù câu trả lời của thanh sơn ngầm khẳng định không có chuyện phim giả tình thật thế nhưng từ những loạt ảnh hậu trường của cả đôi sự tương tác thân mật giữa hai người thì khán giả đều lên thuyền ship Thanh Sơn khả ngân và mong hai người ở bên ngoài cũng là một cặp đôi ngọt ngào như vậy.